Chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Room. Ngày hôm nay thì VSmart vừa mới để lộ một vài bức ảnh liên quan đến chiếc điện thoại mới nhất mà họ sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Có lẽ đó là sự cố chứ không phải là cố tình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một vài thông tin liên quan tới chiếc điện thoại mới này, được cho là VSmart Lite 2 hoặc là Active 3. Bắt đầu. Những thứ chúng ta đang biết được về chiếc máy bí ẩn này chỉ là 4 tấm hình, nên là hôm nay bài tin tức này sẽ chia sẻ theo kiểu là nhìn hình đoán máy. Bức ảnh đầu tiên là một bức ảnh có một chiếc điện thoại màn hình mặt trước tràn viền 100%, trong đó chúng ta chỉ có trên màn hình giữa hai thông tin thôi. Cái điện thoại này đang trong chế độ chờ và thứ chúng ta thấy chỉ là một cái màn hình tràn viền cùng với hai phím điều hướng. Thì nhìn hai phím điều hướng này chúng ta đã biết được thì chiếc máy đang chạy Android 9.0. Về mặt trước của sản phẩm này thì khá là giống mặt trước của nhiều sản phẩm điện thoại Trung Quốc trong thời gian gần đây đến từ Huawei, Xiaomi hay Oppo, với các viền cực kỳ mỏng và không hề có bất cứ khiếm khuyết nào trên mặt trước, trong đó thì vận cầm vẫn tương đối dày. Nhìn vào cái màn hình tràn viền này thì chúng ta chỉ thôi có hai phương án có thể xảy ra, hoặc là camera up hoặc là camera được nhúng vào bên trong màn hình, nhưng mình thiên về phương án thứ nhất hơn. Mình nghĩ trình độ của VSmart thời điểm hiện tại thì chưa đủ trang bị cái công nghệ cao cấp kiểu như là nhúng camera vào sâu bên trong màn hình mà không để lại cái dấu vết nào như thế này. Tới bức ảnh thứ hai nha, thì ở đây chúng ta sẽ thấy phần mặt lưng của sản phẩm. Và với phần mặt lưng này thì theo mình quan sát có lẽ là vẫn được làm bằng nhựa chứ không phải là kính. Và trên mặt lưng này chúng ta sẽ thấy khá nhiều họa tiết loang lổ, kiểu cái kiểu hoàn thiện này thì mình thấy khá giống những chiếc máy đến từ Samsung. Ví dụ như A51 hoặc là A50s thì cũng có kiểu màu sắc như thế này, nhưng mà không có các đường chéo bắt ngang. Trên mặt lưng chúng ta sẽ thấy cụm 3 camera. Và các bạn nhìn đi, nó cũng tương đối giống với camera của chiếc VSmart Lite. Mình nghĩ thông số là hoàn toàn tương tự, với cụm đèn flash được đặt bên cạnh bên chứ không phải là bên dưới giống như chiếc máy này. Cùng với đó là logo VSmart lần này có vẻ được đặt nhỏ hơn và nằm thấp bên dưới, bởi vì chúng ta sẽ có thêm cảm biến vân tay. Vị trí của cảm biến vân tay được đặt ở cả mặt lưng, chứng tỏ là vân tay sẽ không có bên trong màn hình giống như chiếc VSmart Lite này. Và chúng ta đến với bức ảnh thứ ba. Đây có lẽ là bức ảnh có nhiều thông tin nhất, bởi vì ngoài một chiếc máy chúng ta đang thấy trên màn hình với màn hình tràn viền và loa thoại phía trên nhìn rất là rõ nét so với những bức ảnh mà chụp khá là mờ nhòe ở phía trên. Và trên màn hình của chiếc máy này đang nằm bên trong phần cài đặt, và nhìn giao diện thì chúng ta dễ dàng có thể biết được đó là giao diện của một chiếc máy chạy VOS. Và theo quan sát của mình thì đây có lẽ là một chiếc máy chạy VOS phiên bản 2.0 chứ chưa phải là 2.5 mới nhất. Và trong phần About Phone thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ tên sản phẩm này là VSmart Active 3 chứ không phải là VSmart Lite 2 như nhiều người đồn đoán. Và sẵn tiện khi chúng ta đã biết được tên sản phẩm này là VSmart Active 3 thì mình cũng chia sẻ thêm về việc đặt tên của những sản phẩm VSmart trong khoảng 3 năm trở lại đây. Thì VSmart đặt tên theo thế hệ sản phẩm chứ không phải là cứ đời trước đời sau nối đuôi nhau. Ví dụ như đời sản phẩm đầu tiên bao gồm hai thế hệ là Joy và Active. Sau đó thì lên tới chiếc Hoi Joy 2+ nhưng mà không có Active 2, bởi vì thế hệ thứ hai thì bao gồm những chiếc máy như là VSmart B, VSmart Lite, nên là thế hệ đó là dòng thế hệ thứ hai trong năm 2019. Và thế hệ thứ ba là bắt đầu trong năm nay, nên những chiếc máy như là VSmart B3 này rồi VSmart Active 3 sẽ ra mắt. Và lúc đó thì tên sẽ bắt đầu là có hậu tố số 3 chứ không còn là số 2 nối liền như hồi xưa nữa. Đó là cách đặt tên của VSmart, nó hơi khó hiểu với người dùng bắt đầu một chút, nhưng mà cách để dễ dàng hãng phân biệt đâu là chiếc máy thế hệ nào. Đó là lý do tại sao đó là đàn em của VSmart Active 1 nhưng mà đặt tên là VSmart Active 3 mà không có VSmart Active 2. Và tới bức ảnh cuối cùng đi, thì chúng ta sẽ một lần nữa khẳng định thì đó chính xác là chiếc máy có camera up, bởi vì phần camera up nó lộ sẵn như thế này rồi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy cạnh trên của máy được bật sẵn camera up, thì chứng tỏ là chiếc máy được trang bị dạng camera thò thụt và nó đặt bên cạnh trái chứ không phải đặt ở giữa như chiếc máy Oppo. Chúng mình cũng có một chiếc máy chạy camera up ở đây. Và nhìn hình dáng của nó thì cũng tương đối giống như chiếc máy đến từ Trung Quốc với dạng camera up tương tự như thế này, khá là quen thuộc. Và đó là toàn bộ những gì mà chúng ta đã tìm hiểu được trong video ngày hôm nay liên quan tới 4 hình ảnh của chiếc VSmart Active 3, chiếc máy được vừa rò rỉ bởi VSmart trong ngày hôm nay. Chiếc máy này có thể sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới. Ngoài ra một số thông tin liên quan tới sản phẩm này mình nghe ngóng được, ví dụ như là cấu hình của nó sẽ tương tự như chiếc VSmart Lite và giá bán sẽ rẻ hơn chiếc VSmart Lite hồi mới ra mắt một chút. Ngoài ra có một số thông tin liên quan tới việc VSmart sẽ trang bị một chiếc máy tầm trung sở hữu 5G trong năm 2020, thì mình không biết có phải là chiếc máy VSmart Active 3 này hay không, chúng ta cần phải chờ thêm thông tin trong thời gian sắp tới. Các bạn cảm thấy có hứng thú với chiếc máy này hay không, và với những gì mà chúng ta đang có trên sản phẩm này thì các bạn nghĩ là giá bao nhiêu là hợp lý, thì đừng quên để lại ý kiến bên dưới phần bình luận của video. Xin chào và hẹn gặp lại.